đa chân cúc, đục chân cá. Chân cá là một loại cây có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Trái rất ngon, nhưng tôi mặc đồ đá banh nhìn còn ngon hơn. Để không lòng vòng, hôm nay anh em tôi đi đá banh ở Hải Phòng. Let's go. Hi, xin chào mừng các bạn trở lại với channel mình Crystal Gamer. Và ngày hôm nay mình sẽ có một trận banh chung với Ấn Độ và team Refund nha. Và hôm nay là tụi mình đã di chuyển tới gần sân Lạch Chay ở Hải Phòng để mà tham gia một trận đấu 11. Thì đây là lần đầu tiên mà mình đã sân 11 chung với Ấn Độ, để coi thử coi ngày hôm nay bọn mình thể hiện có tốt hay không nha. Let's go. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là bình luận viên Abasibalangu, một bình luận viên nước ngoài. Ngày hôm nay tôi quyết định làm bình luận tiếng Việt để sợ các bạn không hiểu. Đội hình Refund lúc này đang có rất là nhiều cầu thủ, ví dụ như Đỗ Messi, Onlyse, Chris Van, Rambo, Nhiễm, Đẹp. Và các cầu thủ Refund đang bắt đầu khởi động. Khởi động thì ít, giỡn thì nhiều. Còn Chris Van vừa có một tình huống xoay combo giống như Anthony của MU. Và cầu thủ Đỗ Messi lúc này không khởi động mà đứng hát karaoke. Baby Kashima, stay here with me Kashima. Đây là cầu thủ le khoai. Khi anh thấy khoai thì anh le lưỡi ra anh liếm. Đây là Ronaldo, một tuyển thủ bóng đá Brazil. Zin thì anh đã mất, nhưng anh là một huyền thoại sống trong làng bóng đá thế giới. Và đúng lúc này đây, các cầu thủ đang xếp hàng và chụp hình với nhau để tạo cho nhau một bức ảnh kỷ niệm tuyệt vời ở đất Hải Phòng xa xôi. Và các cầu thủ Refund đang thể hiện tinh đoàn kết bằng cách 1-2-3 vô, 2-3 vô, 2-3 uống. Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Nhiễm một tình huống đá chân rất hay, Refund cướp bóng luôn của Nhiễm. Refund không được rồi. Hình như là có bóng chạm tay cho trong tình huống này. Chúng ta cùng xem lại. Đó, có chạm tay mà. Chạm tay ơi, ôi. Check qua. Nguy hiểm quá. Ông Mai vừa có một pha hít cùi chỏ vào xương sườn của đội bạn. Chỉ cần các anh em Refund mất bóng thì ông Mai sẽ làm nhiệm vụ của mình. Đó chính là chỉnh nắng xương khớp cho đội bạn. Trước đây ông Mai cũng là một người làm ở trong mấy cái mà bẻ xương bẻ khớp rồi trên top đó. Vâng, đang đá mà đem bóng ra giữa sân Bắc C thì biết là thua 1-0 rồi. Và thực hiện cú sút từ giữa sân. Xa quá. Làm mọi cái chừng. Áp sát. Được không? Một sai lầm của thủ môn. Vào không? Vào! Và đó là bàn thắng của Chris Van. Tỷ số đang là một đều giữa team Refund và FC Thịnh Dương. Tình huống cá bóng rất hay. Chuyền qua Đỗ Messi. Vào không. Anh vào khán giả. Và đánh bóng trả về. Nhiễm. Không qua được sự chỉ cản của các cầu thủ FC Thịnh Dương.
Ở ngoài phát bóng lên. Đức Vàng đối đầu với số 27 của FC Thịnh Dương. Đã xin. Đu là té rồi, té đi. Ồ, rồi phạt. Té rồi. Phạt. Rất hay. Lâm Thổ. Grip. À. Một đường truyền không tốt của Grip đã nhưng mà cứ bắt được. Phạm lỗi. Một đường truyền hơi lố chân một tí xíu của Grip. Vâng, lại là Bác Xê. Và thua thêm trái rồi đó. Hỏi Lê Khoai bóng miên. Lê Khoai. Khoai bóng không nhiêm vào. Một vạt có mặt đúng lúc đúng chỗ của nhiêm, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 dành cho Refun Gaming. Lộng Thổ. Đồ Messi đó mà thủ môn. Một và chớp bóng rất hay. Chọn góc nào nào. Không được. Giá như cầu thủ này đã có một pha dứt điểm chéo góc thì tỷ lệ ăn bàn sẽ là cao hơn. Bỏ men. Đập bàn. Ui giời ơi. Grip. Không được. Grip tính truyền cho anh Đỗ Messi nhưng mà không được. Và đúng lúc này chúng ta đã thổi hồi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu của Refund Gaming và FC Thịnh Dương. Các cầu thủ trong đội hình 2 đang bắt đầu khởi động để chuẩn bị cho một hiệp 2 bùng nổ hơn. Là tí nữa đá xong anh em để bọn tôi về. Anh em thông cảm cái được đến đây xem nhau đá bóng đấy là một niềm vui và một kỷ niệm đẹp với nhau rồi. Chứ đông người như thế này thì tôi không thể ở lại chụp ảnh với các bạn được. Đến ngày mai mất. Và hôm trước tôi có nói ở trên stream là anh em cùng nhau đồng ý là đến đây xem đá bóng. Sau đấy là mình cùng nhau đi về. Đây là tôi mới bảo anh em là ra cái sân này và tôi public cái địa chỉ lên. Và tôi đến đây tôi không nghĩ là anh em đông như này thật. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi tí nữa khi mà trận đấu kết thúc. Vodka Quang đi đá bóng nhưng mà vẫn vác được cái lu trong bụng của mình. Thật lắm hay. Đồng ý không ạ? Cầu thủ Olisi mặc áo của ai đây? Chẳng lẽ anh tên là Phùng Văn Đạt à? Chúng ta đã thổi hơi còi, bắt đầu hiệp 2 trận đấu giữa Refund Gaming và FC Thịnh Dương. Bước sang hiệp thiếu thứ hai thì cả hai đội đã đều lên. Các thủ gì fan sẽ thi đấu bên phía tay phải và các bạn và các thủ Thịnh Dương sẽ thi đấu bên phía tay trái. Gã đầu xanh, chuyền bóng. Refund, không được. Rất hay. Domisi vừa có một pha áp sát thủ môn và mang về quả phạt góc dành cho Refund Gaming. Rất hay. Chuyền bóng hơi cao cho nên là khó đỡ bước một lắm. Bảy áp sát số 77 áp ra tới đường biên luôn, ôm vô trong lại tại sợ cậu gì ôm đó. Một pha phát bóng lên của thủ môn
Thủ môn của FC Thịnh Dương chơi chân rất tốt, làm cho tôi nhớ đến Ohaha của MU. Tomisi, kỹ thuật rất tốt, sút tí nữa là vào. Rất hay, một pha chớp bóng và dứt điểm rất hay. Nhưng xui một cái là khung thành nó hơi nhỏ. Đường truyền rất chính xác. Đây chính là tập trưởng của chúng ta. Những pha đỡ bóng Messi. Vẫn đang là tập trưởng. Quá. Vâng. Và rõ ràng bóng đá thế gã đầu xanh. Tạt vào đi, tạt vào đi. Tạt vào. Đánh đầu. Không vào. Thật đáng tiếc cho đội Messi. Vẫn còn. Không được rồi. Và đúng lúc này Cristiano Ronaldo và Ronaldo đã rời sân, nhường chỗ cho Dep và Quang thi đấu tiếp hiệp 2. Và trọng tài lúc này đã thổi còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa Refund Gaming và FC Thịnh Dương. Một trận đấu rất mang nhãn. À, đến lúc này thì hai cầu thủ quan trọng nhất đó là Ronaldo và Ridwan cũng đã té về nhà rồi, tại vì sợ là vỡ trận. Và đây không là, đây là khúc vỡ trận. Cảm ơn những tình cảm của các bạn đã dành cho Refund Gaming, cũng như là anh Độ, cũng như là anh Olysi, cũng như là anh Chris rất nhiều. Và hy vọng một ngày nào đó lại được trở lại Hải Phòng để thi đấu cho các bạn cùng xem và theo dõi. Lần sau hy vọng sẽ có một trận đấu mãn nhãn hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn và được tổ chức tốt hơn, để không có những tình trạng vỡ sân vỡ trận như thế này. Bây giờ thì bọn mình sẽ quay về Hà Nội và kết thúc chuyến hành trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Rồi ngoài ra thì comment cho mình biết là có đội bóng nào có thể tiếp nhận được mình không. Mình sẽ đi ra đá ké nha các bạn. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn cùng ngày tốt lành.